có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa. Lặng nhìn hàng cây đông đưa, góc sân trường hiu vắng là nơi đôi ta đã gặp nhau. Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào, gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên. Mình là Ali đây. Mình giải thích rõ với mọi người nha, Ali và Tới đã chia tay rồi. Và mình và Tới không còn là gì của nhau nữa cả. Không còn là bạn, kể cả bạn bè cũng không còn nữa nha mọi người. Mình cũng không còn liên lạc với Tới nữa. Thì thật ra chuyện tình cảm cá nhân của mình á, mình không muốn đem lên mạng xã hội để nói. Thế nên là mọi người đừng nhắc đến những gì mà mọi người vừa nói nữa. Mọi người bảo là mình chia tay Tới xong rồi có người mới. Ủa, người mới đâu ra? Mình chỉ quay video với bạn của mình để cho mọi người xem thôi. Tại vì mình có còn rất là nhiều cái suy nghĩ, những cái video hay hay để cho mọi người xem mà mình chưa làm được. Bởi vì có những thời gian mình không làm được là tại vì mình chia tay với Tới xong rồi mình buồn rồi các kiểu, mình không muốn đăng video nữa. 3 ngày mình chưa đăng video mà hôm nay mình đăng lại với bạn của mình á. Xong rồi mọi người lại nói là mình có người mới. Ủa, người mới đâu ra? Chỉ là một video bình thường, bạn của mình bình thường thôi. Lòng anh đêm xuyên sao. Đừng kết nữa, đấm anh một cái bây giờ. Anh đã là phao, cả yêu giấc mây. Em đã không còn như lúc xưa. Lúc em dù cho phương trời kia đang nắng hay mưa rào, tụi mày tránh ra, Ali của tao. Bởi vì khi yêu, trái tim ngàn lần nhớ. Bởi vì khi yêu, and clearly I don't see myself a home that lives. She said where'd you wanna go, how much you want. Chưa tin thì tin cho mình đi nhé, chưa follow thì follow cho mình đi. À, mình có chuyện này muốn nói với mọi người nè. Thật ra mình làm video này á để hỏi với những bạn nào mà có yêu thầm Ali á, thì những bạn đó tin video này và đây là bí mật giữa hai chúng ta được không? Ok không? Ali sẽ giữ bí mật chuyện này nha mọi người. Ali sẽ không nói ra đâu. Cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn á. Không cần mọi người comment hay bày tỏ cảm xúc gì cả, nhưng mà chỉ cần mọi người tin video này thôi là mình sẽ biết là bạn yêu mình rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Nhớ tin cho mình đó nha. Không yêu cũng tin luôn. Không thôi là dối luôn. Dối. Trôi, một mai rất sẽ quên tôi đi theo anh.